Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Đời Đen, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án iRobot, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng, cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một dự án có mặt ở trên sàn Token. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video và có thể là các bạn sẽ cần vào đăng ký tài khoản La Token. Nếu còn đăng ký tài khoản Token, mình sẽ dẫn link cho anh em. Sau khi chúng ta đã có tài khoản La Token rồi thì chúng ta sẽ làm tiếp nhiệm vụ. Chúng ta sẽ follow kênh Twitter của dự án này. Quên không nói về cái dự án này một chút cho anh em hình dung ra được. Ở trong dự án này thì sẽ có 4 triệu token Fibo là phần thưởng ở trong chỉnh Arop này. Ta xác thực người máy này. Rồi follow La Token ở đây mình đã follow từ trước nhé. Follow La Token Reward. Chắc là sẽ cần phải đăng ký tài khoản La Token thôi. Tiếp theo là chia sẻ bài tweet ở trên Twitter này. Rồi follow này. Tweet này. Cũng như là chúng ta sẽ retweet một cái bài đăng ở trên Twitter. Mình sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ này đã. Xác thực người máy này. Ta mở tiếp visit Facebook này. Ta thích này. Sau đó ta nút con tin. Visit Instagram của La Token này. Follow này, sau đó chúng ta tiếp tục này, join tiếp vào kênh Telegram Channel này. Join này. Sau đó chúng ta nút con tin. Join tiếp vào Telegram Robot để có thể nhận được cái reward này. Chúng ta mở ra. Còn con tin luôn cũng được. Đấy. Các bạn không cần phải chat với bot đâu, chúng ta có một cái nút claim ở đây, chúng ta nút claim. Nó cũng sẽ mở cho chúng ta đến phần này luôn. Mình xem thử con phần này thì đã. Bot Telegram và Glim là tách biệt, phần thưởng kiếm được khi hoàn thành ở các nhiệm vụ Glim không được hiển thị trong Bot Telegram. Chúng tôi sẽ kiểm tra nhiệm vụ tìm tấm phần thưởng. Khi bạn cung cấp tôi địa chỉ email bạn, chúng tôi sẽ tạo một tài khoản cho bạn trên La Token. Nếu nó không tồn tại, đừng quên kích hoạt email trên La Token để nhận phần thưởng. Tức là như thế này, cái Glim này nó sẽ liên kết với lại nó sẽ cung cấp cái địa chỉ email cho La Token và La Token đã phân phối qua cái qua 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 Glim này nhé. Đơn giản như vậy thôi. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn về cái dự án này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Video tiếp theo.